Xin kính chào quý anh chị em Trong thời gian qua Chắc hẳn là anh chị đã quá quen thuộc Với kênh youtube Sơn Hoàng Trading Nơi chia sẻ Các cái nhận định pre-market Live trading Và các buổi chia sẻ về kinh nghiệm giao dịch Trong thị trường chứng khoán Mỹ Thì em đây Sơn Hoàng đây với kinh nghiệm trading hơn 4 năm day trade và scalping option Ngoài ra hiện tại em cũng đang giảng dạy và chia sẻ cho các anh chị trong cộng đồng Việt Nam mình những kiến thức về giao dịch chứng khoán trong thị trường chứng khoán Mỹ và em tận dụng những cái đòn bẩy option và kết hợp với cái kỹ thuật đọc reaction action sử dụng active trader để vào lệnh nhanh ra lệnh nhanh thì tuy rằng là trong cái khoảng thời gian giao dịch nó rất là ít nhưng mà mình có được cái lợi nhuận nó rất là hấp dẫn đôi khi là chỉ có 20 30 phần trăm trong vòng 12 phút trước đây em đã có một số cái video chia sẻ cho mọi người về cái quá trình xây dựng tài khoản của chính bản thân em từ 50 cho lên 900 ngàn. Thì mọi người có thể xem lại video ở dưới đây, kênh youtube của em hoặc là trên bài. Thì có thể nói qua thêm một lần nữa về cái cuộc hành trình đấy cho anh chị có thể biết thêm là Sơn Hoàng là ai. Ok, thì năm 2020, lúc đó em nhớ là khoảng năm 2020, thì đó em đang trong một cái quá trình để cải thiện bản thân. Khi mà liên tục gặp vấn đề trục trặc và trading khi mà mình cứ thắng và thua. Mà không biết lý do tại sao và em mắc những cái lỗi rất là nghiêm trọng dẫn đến là cao của em nó tụt dốc không phanh và nó ảnh hưởng tâm lý giao dịch rất là nhiều Thế thì em cũng đã dành một khoảng thời gian rất là dài để nhìn nghiên cứu và mình tìm ra được là cái lối đánh nó phù hợp cho chính bản thân mình thì mãi cho đến năm đầu năm 2021 thì sau khi mà em quyết định quay trở lại thị trường với cái lối đánh nó ổn định hơn có nhiều cải thiện hơn thì em cùng với anh Quân và anh Bảy thành lập ra ai thì anh chị đã thấy rồi, Pi của mình ngày nay ạ. Thì trong khoảng là thời gian từ tháng 2 năm 2021 cho đến đầu tháng 6 năm 2021 thì với cái lối đánh scalping sử dụng cái phương pháp Copra thì em đã đưa cái tài khoản của mình với cái số vốn là 50.000 đô lên đến hơn 900.000 đô trong vòng 4 tháng thì đó là một con số không tưởng đối với em anh chị ạ à. với những cái lệnh trade rất là nhiều profit trong cái giai đoạn thị trường lúc đó bull run thì em đã tận dụng được cái khoảng thời gian quý báu đó và xây dựng account mình tăng lên rất là nhanh với cái phương pháp trade cobra thì những lệnh nổi bật ở trong thời điểm đó anh chị cũng đã có theo dõi và anh chị đã trade với em trong thời điểm đó như là Doku những cái lệnh như là Doku Google hoặc là những cái mã stock hồi xưa bơm mệt đâm INO Rocket AMC GME với cái khoảng phần trăm lợi nhuận tăng chóng mặt thì có thể thấy là một 2000 phần trăm hai phần trăm vào thời điểm đó là quá dễ dàng anh chị em vẫn nhớ là cái lệnh AMC là em anh khoảng tầm tám 000 phần trăm anh chị ạ rất là nhiều đúng không anh chị cái lợi nhuận của option nó đưa cho mình với cái số lợi nhuận nó rất là hấp dẫn thì đó cũng là cái lý do mà cái việc trading option nó rất là thu hút những cái nhà đầu tư giao dịch bởi vì cái khoản lợi nhuận nó quá hấp dẫn anh chị ạ à. sau cái quá trình mà trade suốt mấy năm kinh nghiệm của em thì đã hoàn thiện bản thân đạt được những cái mục tiêu của mình đó. thì sau này em cảm thấy em muốn có một cái gì đó nó đột phá hơn nó thay đổi hơn và đó chính là em muốn chia sẻ, em muốn cho đi những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà em đã đúc kết được trong vòng mấy năm giao dịch vừa qua và mình muốn chia sẻ cho các quý anh chị trong cộng đồng mình. Thì thời gian qua em cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý anh chị em là làm sao để mình có thể mình xây dựng account của mình từ một cái số vốn nhỏ đôi khi anh chị gặp trục chặt trong quá trình xoay mình xoay mình cũng có thắng thua thắng thua thắng thua và nó làm mình rất là nản khi mà đốt kết lại mình vẫn thua mình vẫn thua lỗ cho dù mình có lời anh chị cảm thấy chán nản anh chị cảm thấy muốn bỏ cuộc đôi khi anh chị muốn gỡ lại cái số vốn anh chị đã mất nhưng mà anh chị không biết làm thế nào để cao của mình để bờ được thì em biết rằng là tuy là quên chị cũng đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu về thị trường và mình học thêm kiến thức mình trau dồi thêm mình tìm hiểu thêm rất là nhiều nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái chìa khóa để mình mở cái cánh cửa thành công thu về lại những cái gì mà mình đã đánh mất thì anh chị tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là đôi khi là cái con đường mình lựa chọn nó có đúng hay không những gì mình đang làm nó có mang lại cái kết quả hay không anh chị cảm thấy là đôi khi mình bế tắc mình không biết như thế nào cả anh chị ạ à? đúng không nào anh chị thì sau một khoảng thời gian nghiên cứu và tìm hiểu kỹ bác test rất là nhiều lần thì em đã trách lọc và em đưa ra được những cái buổi chia sẻ cho cộng đồng về kiến thức về trading để cho hiểu thêm là gì anh chị đang làm những cái điều gì những lỗ anh chị đang mắc phải và những điều gì khiến cho anh chị thua lỗ mà không dẫn đến được là mình có được cái lợi nhuận nó, nó ổn định trong cái đường dài để em có thể hiểu rõ hơn và dành thời gian soạn ra một cái dự án mang cái mục đích là truyền đạt cái kiến thức cho cộng đồng anh chị em Việt Nam mình trong trading thì sau nhiều lần thay đổi và cải cách cuối cùng thì em đã hoàn thành được một cái giáo án chính thức được mang tên Active Breakthrough thì khóa học Active Breakthrough về cái chiến thuật Cobra đây là một cái Strategy đánh nhanh rút gọn sẽ trang bị cho anh chị mình những cái kiến thức về tâm lý giao dịch, làm sao mình giữ được một cái tâm lý giao dịch ổn định thật là tốt khi mà thị trường luôn luôn biến động và đánh vào tâm lý của mình những đòn chiếm mạng. những lỗi tâm lý căn bản mà mọi người hay mắc phải như là phô mô, tâm lý lo lắng sợ hãi hoặc là lòng tham thì thị trường họ luôn biết cách họ đánh vào tâm lý của các cái nhà giao dịch trader như mình họ làm cho chúng ta cảm thấy rất là lo sợ khi mà thị trường rớt mạnh và mình cắt lót ngay đấy hoặc là khi thị trường tăng cao và market maker họ khơi dậy lòng tham của mình lên dẫn đến là gì chúng ta sẽ dễ dàng đu đỉnh ngoài ra còn có các nguyên tắc quản lý rủi ro đã được em đúc kết lại sau cái quá trình giao dịch và mình học hỏi thêm từ những trader chuyên nghiệp. Các kiến thức về price action, về xác định vùng giá, tìm kháng cự hỗ trợ, tìm được điểm mua và điểm bán hợp lý và mình có thể mình ứng dụng để mình mua ở đáy bán đỉnh. Ứng dụng thực tế mình học và mình áp dụng được ngay. Thì quý anh chị học viên của các khóa học trước đều đã trải qua quá trình học và luyện tập tất cả đều có những phản hồi rất là tích cực. Anh chị có thể thấy là các anh chị học viên đã có cái kết quả giao dịch rất là tốt với cái tỷ lệ thắng duy trì trên 80% trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí nhiều anh chị có thể trade liên tục trong 2 3 tuần mà không có một ngày đỏ nào cả. Thì sau một khoảng thời gian học và thực hành thì nhiều anh chị đã có những cái phản hồi rất là tốt và em cảm thấy rất là vui khi anh chị đã chia sẻ là tài khoản của anh chị đã về bờ thậm chí là còn có thể tăng được nhiều hơn nữa. thì đến với lớp học Active Breakthrough này, các anh chị học viên sẽ được em hỗ trợ theo dõi, sát tiến trình trong cái quá trình anh chị thực hành và anh chị chơi, anh chị thực hành như thế nào, anh chị chơi như thế nào để đảm bảo được là từng anh chị học viên đều có cái kết quả tốt nhất. Bởi vì mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau và điều kiện tài khoản khác nhau. Nên em sẽ dành thời gian để theo sát anh chị và nắm xem anh chị đang gặp vấn đề ở chỗ nào và chúng ta cùng nhau giải đáp cái nút thách đó. Thì quý anh chị đăng ký ghi danh sớm cho khóa học tháng 4 này. Em sẽ dành tặng cho anh chị một phần quà với tổng giá trị lên đến 3.000 đô với quyền truy cập Thư viện sách Trading rất đa dạng và phong phú bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt do chính tay em lựa chọn kỹ càng. Ngoài ra mình còn có một cuốn cẩm nang giao dịch hướng dẫn các xây dựng account một cách an toàn và bền vững. Ngoài ra trong quá trình học em sẽ theo sát anh chị và hỗ trợ anh chị khi anh chị có bất kỳ thắc mắc gì. Đầu tư không có kiến thức chính là đánh bạc. Còn đầu tư có kiến thức thì sẽ không bao giờ thua lỗ quý anh chị đăng ký ghi danh sớm học sớm mình vừa kiếm tiền được sớm và mình vừa tránh được các khoản thua lỗ không đáng có quý anh chị hãy nhanh chóng liên lạc sớm với lại nico sport và để lại email của mình dưới đây để nhận được các cẩm nang kế hoạch giao dịch và đây sẽ là bản kế hoạch chi tiết để giúp anh chị hiểu rõ hơn về nội dung khóa học cũng như những thông tin cần thiết